Không chỉ đảm bảo an toàn cho hoạt động khám chữa bệnh thông thường, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh còn bố trí một khu vực riêng biệt điều trị COVID-19 cho trẻ em. Hiện số bệnh nhân nhập viện điều trị tại đây đạt gần 100% chỉ tiêu được phân bổ, trong đó có gần 60 em nhỏ từ 4 tháng đến 16 tuổi. Để việc điều trị và chăm sóc cho những em nhỏ nhiễm COVID-19 được diễn ra một cách tốt nhất, các ca kíp làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh đều luôn có hơn 10 nhân viên y tế túc trực xuyên suốt 7 ngày. Bệnh viện cũng triển khai khá nhiều phương án khác nhau để có thể tiếp cận, theo dõi các em như là thường xuyên liên lạc qua video call, theo dõi tình hình, hay là có nhân viên y tế luôn túc trực tại hệ thống camera giám sát 24/24. Cái khó khăn ở đây đó là cái chăm sóc hậu cần với các cháu, bởi vì cái chế độ ăn rất là nhiều khác với người lớn. Cái thứ nhì nữa là cái trẻ em không chỉ có ăn uống ngủ nghỉ, bé có phải di chuyển đi chơi, tất cả mọi cái nó phải an toàn cho đứa bé. Bác sĩ không còn những có một cái vai trò là điều trị mà còn phải là một người đồng hành để mà cùng sinh hoạt, cùng thông cảm và cùng chia sẻ buồn vui với bé trong cái thời gian mà nằm viện. Còn tại Bệnh viện Trương Dương, trong số 600 trường hợp đang điều trị tại đây thì đã có hơn 80 bệnh nhi, em nhỏ nhất chỉ mới vài ngày tuổi. Có một cái trường hợp rất là đáng thương, mẹ thì đang bị bệnh COVID nằm một cái bệnh viện khác và diễn tiến nặng. Ba của bé đứa bé thì nằm tại khoa cấp cứu nhưng mà cũng phải thở oxy. Cho nên là em bé 7 tháng tuổi đó thì được các y bác sĩ chăm sóc từ cái vệ sinh cho tới cho ăn, cho uống. Thậm chí là có một bác sĩ Thanh Thúy đã phải dùng chính sữa của mình để mà cho em bé bú trong những cái thời gian vừa qua. Việc chăm sóc cho các em nhỏ rất khó khăn. Nhiều nhân viên y tế chưa có kinh nghiệm thì giờ đã học cách trở thành bảo mẫu. Như bác sĩ Nguyễn Nữ Quý Thư chưa từng sinh con đã phải học hỏi kinh nghiệm từ những người đã có con để có thể chăm sóc các em được tốt hơn. Ở đây cả bác sĩ điều dưỡng hộ lý thì đều phải đóng vai trò là người chăm em bé, phải bồng em bé, cho em bé ăn, cho em bé tắm. Thì những cái đó tụi em từ ngày tự học hỏi lẫn nhau. Những hình ảnh này đã khiến cho nhiều người không khỏi xót xa. Thế nhưng bằng tình yêu thương và sự tận tâm của các y bác sĩ, phần nào cũng giúp các bậc cha mẹ cảm thấy an tâm hơn khi phải rời xa con em của mình.